Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bumble Gaming. Và các bạn ơi, dạo gần đây rất là nhiều bình luận hỏi chúng mình là thanh máu của bọn Skibidi này, thanh máu của Cameraman này, thanh máu của TV Man nó rơi vào khoảng là 1.000, 2.000, 3.000 hay 5.000. Rất là nhiều người đang thắc mắc điều đó. Và video ngày hôm nay chúng mình sẽ giải đáp điều đó cho các bạn nhé. Rồi trước khi đi thì các bạn hãy nhớ bấm like video, nhớ đăng ký kênh và nhớ xem quảng cáo cho bọn mình nha. Rồi, let's go. Rồi, đến với video đầu tiên bao gồm có những con gì đây nhỉ? Con đầu tiên đó chính là con Normal Toilet. Nếu mà dịch ra tiếng Việt thì nó sẽ là Toilet bình thường, chẳng có cái vẹo gì cả. Ừ, đúng rồi. Con thứ hai là con Big Toilet. Một toilet siêu to khổng lồ. Và con thứ ba là con Spinder Toilet. Là sức mạnh của toilet. Cái gì mà sức mạnh của toilet hả chị? Bơ chịu chị luôn đấy. Đây là người nhện toilet chị ạ. Con tiếp theo đó chính là con Toilet Toilet. Và con tiếp theo đó chính là Helicopter Toilet. Đó chính là bồn cầu biết bay. Rồi, và con Titan TV Man đó. Bây giờ chúng mình sẽ xem thanh máu của bọn này sẽ như thế nào nhá. Bắt đầu. Rồi, ông TV Man này bảo là đeo kính vào đi bạn ơi. Rồi, đeo kính rồi. Rất là nhiều Skibidi đang tiến tới. Ui, ui, chị thấy gì không? Không. Thanh máu nó từ đang chuyển từ xanh lá sang xanh dương đây này. Không hiểu tại sao. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Chắc là đang chuẩn bị chiến nhau ấy. À, để xem nào. Ủa tiên, bọn này đứng khựng này này. Ai đấy? Từ một làn khói nhoi ra. Wow. Titan TV Man các bạn ạ. À, vai trưởng. Để xem nó làm gì. Chiếu một cái tia cực đỏ nào đó. Thanh máu của bọn này đang từ xanh dương chuyển một phát sang màu đỏ này. Thế là đỏ là sắp chết đây. Có con Big Toilet là cao nhất. Video này có con Big Toilet là thanh máu nhiều nhất tại vì nó chết ở cuối. Còn những con Normal Toilet với cả Spider Toilet nói chung là chết đầu tiên. Dùng một chưởng thôi là hết sạch máu luôn. Công nhận cái con Titan TV Man này mạnh thật. Rồi, video đầu tiên là có Big Toilet thanh máu khá là cao. Và mình vẫn chưa giải mã được cái thanh máu của TV Man Titan thì mình sẽ đến với video thứ hai. Rồi, video thứ hai lại xuất hiện Big Toilet và Normal Toilet. Nhưng mà ở video này có một nhân vật mới. Đó chính là bạn Jetpack Toilet. Jetpack Toilet còn gọi là gì? Còn gọi là cái gì? Cỗ máy chiến đấu toilet đấy chị. Ui giời, thế mà không biết. Đồ ngu. Mà khoan đã, không những có một bạn toilet mới mà còn có cả TV Man mới chị ạ. Đây gọi là con. Và không như thế, nó xuất hiện thêm một con TV Man lớn chị ạ. Con này đầu nó có tận 5 cái TV liền. Đúng rồi, để xem thanh máu của bọn này ghê đến cỡ nào nha. Rồi, nhặt cái bồn cầu lên. Rồi, ui, rất là nhiều Skibidi lên. Skibidi biết bay. Rồi, bạn dịch ra để tôi thể hiện. Ui, TV Man lớn xuất hiện rồi. Đeo mắt kính vào đi bạn ơi. Làm gì? Ui. Ui, nó chiếu ra một tia gọi là tia ánh sáng từ ngoại chị ạ. Tia đâu mà tia, cả một luồng sáng đi. Một luồng sáng từ ngoại. Và bọn Skibidi đang từ máu từ xanh lá chuyển sang màu xanh dương. Có nghĩa để xem nào, để xem tiếp tục. Mất dần này, con Big Toilet mất đầu tiên. Big Toilet là bạn yếu nhất các bạn ạ. Chính tỏ đến video này con này yếu nhất. Rồi, tiếp theo. Không yếu nhất đâu chị ơi. Nhưng con ở phía dưới nó đánh một phát mất máu luôn. Ôi giời ơi, hóa ra Big Toilet gọi là vẫn là mạnh đấy các bạn ạ. Rồi để xem nào. Ui. Đây lại một xả nước là hết. Chính tỏ là đây nhá. Lẽ em nhìn em để ý nhá thì là có Big Toilet có 2 thanh máu. Đúng. À đâu, 3 thanh máu. Ừ. 3 thanh máu là phải diệt 3 lần mới chết. Còn Normal Toilet có 2 thanh máu. Nhưng mà thanh máu cực nhanh chết luôn. Nếu mà Skibidi thì vị trí cao nhất hiện tại đang là Big Toilet và vị trí thứ hai đó chính là Normal Toilet, còn mấy con kia yếu xìu. Rồi. Bạn này làm gì đây? Bạn TV Man làm gì? Lỡ một nụ cười thật là tươi. Và bây giờ mình sẽ chuyển sang video thứ 3 nha. Let's go. Video thứ 3 này là gì đây? Ủa, cái gì đây? Cái gì đây? Vừa vào video bạn cameraman đã đá cho cái bạn Normal Toilet lại mất một thanh máu rồi. Ôi giời ơi, giết người nhanh thật sự. Mất hiện tại là đang mất 1/4 máu. Nhưng mà Normal Toilet là yếu ấy. Ăn mấy đá là mất bao nhiêu máu để xem à. Và video lại xuất hiện thêm anh chàng cameraman.
Nhưng mà Karen đang đánh kìa. Rồi, đá hẹo luôn. Ui. Suki Bini Toilet đã phản công lại Cameraman. Cameraman đã bị mất một thanh máu. Mất 1/3 máu rồi chị ạ. Để xem tiếp tục là. Ui. Cái con cỗ máy chiến đấu Toilet này nó gặp một phát mất đầu Cameraman luôn mà. Cameraman nhìn thấy nhưng mà yếu. Gặp mất đầu thì chả một từ 2/3 máu hoạch một cái hết máu luôn. Là... đây khoan đã xem này, xem con TV Man này có bị mất máu không đây này. Ui. Này thì đây này, lại một con lo mồ Toilet nó xuất hiện và tấn công Cameraman, nhưng Cameraman đã đập một phát chết luôn. Rồi thông cái bồn cầu ba con. Ui. Ui giời, nó định cắn rồi chị ơi. Trời đất ơi, sao lại cắn mình sao? Khoan đã nha, nào mày cắn đi. Nó nhìn thấy cái gì đó. TV Man xuất hiện. Chiếu ra một luồng ánh sáng tím. Nhưng mà chị để ý là khi TV Man xuất hiện thì các bạn như kiểu lo một toilet với cả Zepak Toilet này tự nhiên đổi màu nhá. Tự nhiên đổi từ màu xanh lá sang màu xanh dương. Hay là đang hồi sinh nhở? Không. Có nghĩa bạn TV Man này chiếu ra ánh sáng. Ừ. Thì mấy bạn Sky BD sẽ bị đóng băng hay sao chị ạ? Thì mới là xanh dương là đóng băng đấy. Chị nghe rồi, tôi xem xét video đi. Rồi đây chị quay sang nhìn này. Đấy. Ui. Đứng im luôn, đứng bất động luôn, đầu cứ du này này. Cứ đứng im thôi. Rồi để xem làm gì. Ô, cameraman cứ đứng thế. Nào, nhảy múa. Ra, xả bồn cầu một. Một cái. Rồi, bảy bồn cầu ra, xả tiếp. Ôi giời. Yếu. Zepak Toilet bên bạn là bạn yếu nhất các bạn ạ. Hiện tại mình đang muốn gặp một con boss Skibidi nào đó khỏe hơn mấy con này. Mấy con này yếu quá. Rồi, TV Man hay lắm bạn ơi. Một like cho bạn. Sẽ lại là một nụ cười. Ok, video tiếp theo. Với sự xuất hiện của Boss Toilet và Poli Tank. Có nghĩa một cái xe tăng và một con boss Toilet. Con này em đang muốn xuất hiện này, chính là con G-Man. Chị chưa được nhìn cái con Toilet này, con bot Toilet này bao giờ. Con G-Man nhưng mà khoan đã, ở trên video đang là một con Titan Speckerman chị ạ. Ừ. Nó đang bắn cái gì đây? Con Titan Speckerman này bị nhiễm độc. Thế là nó là đồng đội, bây giờ nó là đồng đội của bạn Skibidi. Đúng rồi, nó bị nhiễm độc. Và đây, xe tăng đã đến rồi anh em ơi. Xe tăng của đội Cameraman đã đến rồi. Xe tăng hãy giải cứu được không? Để xem nào, bắn một cái. Ui. Bắn đi. Nào nhìn này. Ui. Cái gì thế này? Sao tự nhiên bắn bot Toilet tự nhiên ra đỡ đạn làm gì? Nó là đồng minh của nhau. Ôi em giời. Hiểu rồi. U, nhờ một chiêu bắn của xe tăng đã làm mất tầm 1/4 máu bot Toilet. Thế có nghĩa là xe tăng là mạnh nhất rồi. Không, mới mất có 1/4 máu thôi. Ví dụ là bây giờ một cái xe tăng này bắn thì mất 1/4. Tại sao không điều phối 4 cái xe tăng đi nhỉ? Làm gì có nhiều cái xe tăng như thế. 4 cái xe tăng bắn này hẹo nó rồi. Giời ơi, điều phối chán thật đấy, để xem nào. Ôi, G-Man đã nổi điên và bắn lại. Cái gì thế này? Có một chiêu của G-Man mới tan tác cái xe tăng này luôn. Hóa ra xe tăng không mạnh như mình nghĩ em ạ. Cực yếu. Ui, nó tấn công à? Rồi, video tiếp theo. Rồi, ở video này bao gồm có hai nhân vật thôi. Đó chính là Rombai Wolfman và Mutant Toilet các bạn. Để xem hai nhân vật này con nào mạnh hơn. Ừ. Và mới đầu video em thấy xuất hiện một cái xe tăng này. Để xem xe tăng này sẽ làm gì nhá. Hình như định bắn cái gì á. Đây rồi, Rombai Wolfman. Nhưng mà sao Rombai đi ra có hai người? Hai người định tấn công thế ăn thế nào được không? Đây này xem này. Đây này, cái con Mutant Toilet đây này. Nhưng mà sao không thấy? Rõ ràng hai bên này đang hai bên địch cơ mà. Hai bên phản diện cơ mà. Hay là nó bị virus xâm nhập rồi? Đúng rồi, con Rombai là bị virus xâm nhập rồi. Chắc chắn là điều đó. Để em xem có điều gì hot hơn không? Chị nhìn thấy gì không? Có. Từ Zombie Wolfman biến thành Wolfman. Đúng rồi. Bắn ra xe tăng bắn một phát là biến thành Wolfman luôn. Rồi đầy thanh máu xanh này luôn. Và bây giờ đấm con Mutant Toilet. Xem là mình chết. Đấm này. Đấm một cái còn 1/4 máu. Rồi. Rồi từ sau tấn công. Máu mất dần này. Đúng. Hay lắm anh trai của ta. Nhìn cuốn thật sự, nhìn nó đấm đã thật sự. Dán máu à. Ở trong cái video này thì chính xác là bạn Wolfman là bạn mạnh nhất.
Rồi, mạnh hơn cái con. Mạnh hơn thôi, chưa biết mạnh nhất hay không, tại vì có sẽ tăng thôi mà. Mạnh hơn con Mutant Toilet thôi. Rồi, đến với video tiếp theo. Video này xuất hiện nhiều nhân vật hot à nha. Đầu tiên đó chính là bạn Dancer The Buckerman. Con này chuyên gia chỉ có nhảy ta lăng xong ra. Đúng rồi. Con thứ hai đó chính là con lo mổ này không tính tiền rồi. Em nghĩ thế. Rồi, con thứ ba đó chính là con Kem Coderman các bạn ơi. Con này cũng khá là khỏe nha. Nhưng mà con thứ tư xuất hiện là con Big Toilet ở đây này. Big Toilet nhưng mà khoan đã. Hai con này có thanh màu tím. Thế chắc hai con này là đồng đội của nhau. Không, hai con này khả năng bị nhiễm độc. Như con zombie lúc nãy. Rồi. Hai con này bị nhiễm độc. Cứ con nào mà bị nhiễm virus hay nhiễm độc là sẽ có thanh máu màu tím anh em ạ. Ok. Rồi, để xem nào. Một boss cameraman bắn. Đây là mấy con bị nhiễm độc đây này. Nó đang tấn công lại team của nhau. Ui. Đấy, bắn vẽ hết nhiễm độc này. Hết nhiễm độc chuyển sang màu xanh lá. Chị thấy chưa? Con Dancer. Rồi, chuyển sang màu xanh lá làm gì đây? Xả bồn cầu chết luôn. Ôi, nhảy tưng 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 tưng. Ô, còn một con nữa. Ui. Con này trên lắp bồn cầu. Con Kem Coderman này. Kem Coderman bắn mãi mới trúng. Chưa. Rồi, chuyển sang màu xanh. Và xả bồn cầu một cái, Big Toilet cũng đi luôn. Ôi trời ơi. Cực dễ, cực kỳ dễ. Hay lắm chàng trai của ta. Đây các bạn ơi, đến cameraman đánh nhau thấy hay còn like cho nhau. Thì các bạn thấy video mình hay, các bạn phải like video cho mình chứ, đăng ký kênh cho mình chứ các bạn nhỉ. Đúng luôn. Đấy, đấy các bạn xem video mà học tập đi nha. Rồi, đến video tiếp theo bao gồm có con Researcher Cameraman. Có nghĩa là nhà nghiên cứu cameraman. Và con Kem Coderman, con cameraman, con Dancer, con Zombie, The Baker Titan và con Bot TV và con Bot Toilet. Nhưng mà hiện tại đang em thấy bốn con ở giữa đang bị nhiễm độc. Và đặc biệt có cả con Titan The Bakerman này, con này cực kỳ khỏe luôn. Nhưng mà ở cái video này rất là nhiều, gọi là nhiều nhân vật luôn này. Để xem nào, xem nhân vật nào khỏe nhất nha. Rồi. Theo em đánh giá là con Zombie Titan Spectreman. Chị nghĩ Bot Toilet mạnh nhất. Rồi, để xem. Đứng đây làm gì đây? Đứng đây làm gì? Mấy con này bị nhiễm độc hết. Bắn đi. Rồi. Chuyển về trạng thái bình thường. Ấy sai, nhảy tưng tưng luôn. Dancer nhảy tưng tưng luôn. Zombie Spectreman đến và Z-Man kia. Trời ơi, đang làm gì đây? Không ăn thua. Một con ra đi rồi. Nhà nghiên cứu ra đi rồi anh em ơi. Tiếp tục con gì đây? Ui. Kinh thế. Ui, nó trốn này làm gì đây? Ui, làm gì đấy? Cậu nghe chắc là một lút lai không biết làm gì. Wow. Và thấy chưa, em đã bảo rồi, con Zombie Spectreman cực khỏe luôn. Mọi cameraman đều phải chạy đây này. Nhưng mà ở cái video này, cái con mà Researcher Cameraman này nói chung là yếu quá. Hơi yếu, ăn một viên đạn của Spectreman là đã đi rồi. Và con Bot Toilet này kết hợp với con Titan Spectreman thì con nào ăn lại được. Ngoài TV mà video này chưa có TV. Đã mạnh là còn mọc thêm cánh các bạn ạ. Còn kết lại là video kia là có hai con mạnh nhất. Rồi các bạn ơi, nãy giờ mình và chị Bơ đã khám phá được khá các thanh máu của bọn Skibidi này, Cameraman và TV Man rồi, có cả Spectreman nữa. Và chúng mình đã nhận ra hiện tại bao gồm có Zombie Spectreman là thanh máu cực kỳ cao này. Đúng rồi. Và con Titan TV Man cực kỳ VIP nữa luôn. Đấy chính là hai nhân vật mà chúng mình đã tìm hiểu trong ngày hôm nay, đó chính là hai nhân vật mạnh nhất. Rồi, các bạn thấy nhân vật nào khỏe hơn hai nhân vật đấy thì hãy comment ở phía bên dưới nha. Còn bây giờ chúng mình xin phép dừng video tại đây. Rồi, nếu các bạn thấy video này hay thì hãy để lại cho chúng mình xin một like và đăng ký kênh và nhớ xem quảng cáo nha. Nhớ nha, đừng có xem chùa nha, nhớ này và đăng ký kênh nữa nha. Bye bye. Nhớ đây, bye bye.